Xin chúc mừng 6 con giáp sau đây, bởi các bạn là những người vô cùng may mắn trong ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 âm lịch nhuận. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Các bạn thân mến, những con giáp này không cần làm gì cũng sẽ vô cùng may mắn trong ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 âm lịch nhuận. Quả đúng với câu ngồi mát ăn bát vàng. Trong ngày hôm nay, vận khí của các bạn sẽ cực kỳ tốt nên làm gì cũng sẽ được may mắn, thuận lợi, tài lộc vượng phát, công danh sự nghiệp hanh thông, thuận lợi, gia đạo ấm êm, tình duyên viên mãn, ra đường gặp giữ hóa lành, được quý nhân giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống. Đó là các con giáp Tý dần, mão, mùi, thân và dậu. 1. Tuổi Tý Xem tử vi ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 âm lịch nhuận của 12 con giáp Tuổi tí gặp được tam hợp cục, nên hôm nay tâm trạng của bạn khá hân hoan và vui vẻ. Bạn trở nên hoạt bát hơn mọi ngày. Khả năng ăn nói trôi chảy, dí dỏm khiến bạn trở thành trung tâm mọi cuộc vui. Lại có các tinh chiếu đến, nên đường tài lộc của con giáp này khởi sắc rõ ràng. Bên cạnh khoản tiền thưởng từ trước đó, bạn cũng có cơ hội nhận được các khoản tiền lộc lá như trúng số. Tuy nhiên, bạn không nên quá xa đà vào các trò đỏ đen, kéo khiến tài khí hao tổn. Ngũ hành tương sinh, còn giáp này cũng tìm thấy tiếng nói chung, sự đồng điệu trong tâm hồn với một nửa của mình. bạn và người ấy cùng chia sẻ mọi việc với nhau nên không khí gia đình luôn đầm ấm, yên vui. cát khí trong ngày hôm nay còn giúp bạn có suy nghĩ tích cực nên mang lại nhiều may mắn cho những người xung quanh mình. việc này giúp tinh thần của bạn được thoải mái, nhận được nhiều tình yêu của mọi người hơn. những hiểm khích bấy lâu nay cũng được xóa bỏ để đường công danh tài lộc được thuận lợi gia chủ tuổi tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân thân tý thìn của ngày tốt toàn thư đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất hai tuổi dần xem tử vi hàng ngày thiên tài chiếu mệnh người tuổi dần có một ngày dùng dình tiền tiêu không phải lo nghĩ một số người có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn tuy nhiên bạn chớ nên chi tiêu bừa bãi mà hãy có cách sử dụng hợp lý người chăm chỉ với các công việc tay trái cũng sẽ được hưởng một khoản tiền công xứng đáng đây là động lực để bạn cố gắng trong khoảng thời gian tiếp theo hãy sắp xếp thời gian khoa học để không phải làm việc quá sức tinh thần phấn chấn cũng giúp bản mạnh thoải mái chia sẻ và ăn nói duyên dáng hơn việc này gây ấn tượng tốt cho tất cả mọi người khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ sức hấp dẫn này sẽ đem tới nhiều cơ hội làm ăn chia sẻ Hôm nay cũng là thời gian để ở bên gia đình, anh em, họ hàng. Bạn nên thăm hỏi mọi người nhiều hơn. Đây là ngày mà bạn nên quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh, thậm chí hy sinh một chút sở thích cá nhân để hướng tới mọi người. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiều mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mão Tam hội nâng đỡ, người tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn đã quen biết bấy lâu nay. Hãy khiêm tốn lắng nghe quan điểm của đối phương để tìm ra định hướng đúng đắn cho mình. Người làm đầu tư kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng luôn đổ về tới tấp, có những lúc bạn bận rộn đến mức gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Đáng mừng là công sức của bạn đều được trả công xứng đáng. Kim khắc mộc, đáng tiếc là chuyện tình cảm lại không được như ý bản mệnh. Người ấy có thể nảy sinh nghi ngờ với bạn khi thấy bạn sẵn sàng lên tiếng vì người chẳng có quan hệ mật thiết gì với mình. Hai người nên thẳng thắn với nhau để tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi mão cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiều mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi mùi Chính ấn soi tỏ, người tuổi mùi khẳng định được vị thế của mình trong ngày hôm nay. Những thành công bạn gặt hái được ở thời điểm này là hoàn toàn nhờ vào công sức của chính bạn, chẳng ai có thể nghi ngờ, dị nghị. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của nhân viên cấp dưới bạn thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh, nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi. Với những người còn độc thân, thái độ cởi mở và chủ động sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được người phù hợp. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên chủ động giữ quan hệ với người ấy, đồng thời thể hiện những mặt tốt của mình cho người ấy được rõ. Xem ngày tốt xấu theo trực. Hôm nay trực bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, Bản mệnh nên lùi các công việc trọng đại sang thời điểm khác thích hợp hơn, như vậy mới gặp được nhiều may mắn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi mùi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiều mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đuổi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. năm Tuổi thân hôm nay sẽ là một ngày thảnh thơi và an lành với người tuổi thân nhờ cục diện bán hợp che chở bạn có thể yên tâm bên gia đình không bị những hối hả của cuộc sống vây quanh tinh thần vô cùng thoải mái cũng giúp bạn trao đổi cởi mở hơn với mọi người và có thể nhận được rất nhiều những lời khen ngợi của mọi người xung quanh bản thân tuổi này cũng luôn chủ động khuấy động bầu không khí mang tới nhiều tiếng cười ở mỗi nơi mà bạn xuất hiện Chính sự duyên dáng sẽ giúp bạn có được những mối quan hệ tốt đẹp, khiến ngày xuân của bạn thêm vui và còn có thể có ích cho sự phát triển tương lai. Cục diện hai hành Kim tương hòa, người độc thân không nên quá lo lắng về tình trạng hiện tại của mình, bởi thực chất thì các mối quan hệ với người khác phái của bạn đang phát triển rất tốt đẹp. Có thể xung quanh bạn có người đã dành tình cảm cho bạn từ lâu. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên xuất hành theo những hướng tốt để cả năm gặt hái được nhiều may mắn nên đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần, hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiều mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đèn đuổi. Từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi dậu Nhờ có lục hợp nâng đỡ, ngày hôm nay người tuổi dậu hứa hẹn sẽ có một ngày thuận lợi hài lòng và hứa hẹn nhiều điều may mắn tốt lành ghé thăm trong các mối quan hệ xung quanh bạn có khá nhiều cơ hội may mắn trong việc gặp gỡ và kết giao bạn bè khiến không khí vui vẻ hơn người làm lãnh đạo cũng nhận được sự tôn trọng của cấp dưới từ đó bạn có thể dẫn dắt mọi người đi tới thành công quá trình chinh phục đích đến hẳn không dễ dàng song chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực thì khó khăn nào cũng sẽ trôi qua ngày này Chuyện tình cảm của bạn diễn ra tốt đẹp, bạn nhận được sự quan tâm và chia sẻ nhiều hơn từ người ấy. Không khí gia đình luôn ngập tràn tiếng cười, khiến bạn càng thêm trân trọng hạnh phúc hiện tại của mình. Những người độc thân vẫn đang hy vọng nửa kia hoàn hảo, nhưng bản thân còn khá rẻ chừng với những người xung quanh. Bạn nên mạnh dạn hơn và trao cho đối phương cơ hội để cả hai có thể thấu hiểu lẫn nhau. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu của ngày tốt toàn thư. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 âm lịch nhuận, tức thứ năm ngày 23 tháng 3 năm 2023 dương lịch, là ngày canh thìn tháng Ất Mão, năm Quý Mão Ngày này có nạp âm là bạch lạp kim, ngày thuộc hành kim, khắc hành mộc, đặc biệt tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày thìn lục hợp dậu, tam hợp tí và thân thành thủy cục, sùng tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá sửu, tuyệt tuất. Kỵ tuổi giáp tuất, mậu tuất Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.